Tóm gọn dàn siêu xe của nhà Khánh Mai Lisa, chiếc siêu xe đầu tiên phải kể đến đó là chiếc Mazda Senna có giá trị lên tới 50 tỷ đồng. Đây là món quà mà đại gia Khánh tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập công ty và sinh nhật năm 2020 của Mai Lisa. Tiếp theo là siêu xe Lamborghini Aventador S cũng có giá lên tới hơn 50 tỷ đồng. Chiếc siêu xe có màu vàng đặc trưng của thương hiệu Lamborghini. Siêu xe thứ 3 là Ferrari 488 PS Star. Lý do doanh nhân Hoàng Kim Khánh mua chiếc siêu xe này để tặng Mai Lisa chỉ vì chị thích xe mui trần. Tiếp theo phải kể đến Aston Martin V8 Vantage. Đây là chiếc siêu xe mà chủ nhân Hoàng Kim Khánh đã chi ra hơn 1 tỷ đồng để độ lại ngoại thất xe cá tính khác biệt với nguyên bản. Có đến 2 chiếc siêu xe mang thương hiệu Bentley, đó là Bentley Mustang EWB, Bentley Bentayga V8. Cả 2 chiếc siêu xe này đều mang ngoại thất giống nhau và đặc trưng của thương hiệu Bentley. Một chiếc xe mà cặp vợ chồng này muốn mang nó đi xuyên Việt, đó là Cadillac Escalade Sport, có giá lên tới 14 tỷ đồng. Siêu phẩm đỉnh nhất trong bộ sưu tập của gia đình này đó là Koenigsegg Viera. Cả thế giới chỉ sản xuất 80 chiếc, giá bán khởi điểm khi ra mắt cũng ngốn 1,9 triệu đô la Mỹ và khi về tới Việt Nam giá lên tới 200 tỷ đồng. Quý vị và các bạn thích mẫu xe nào nhất hãy để lại một comment cho chúng mình và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Tạp chí Siêu xe nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.